Đám cưới đình đám Minh Hằng được tổ chức kín đáo có 300 khách mời. Nữ ca sĩ vừa hé lộ thêm thông tin về đám cưới với chồng doanh nhân sẽ diễn ra vào tháng 6. Tháng 6 tới, Minh Hằng và bạn trai doanh nhân sẽ chính thức tổ chức lễ cưới. Tháng 6 cũng là tháng sinh nhật của giọng ca sinh năm 1987. Ngoài ra, tháng 6 năm 2022 cũng đánh dấu hành trình bên nhau dài 6 năm 6 tháng của họ. Hồi cuối tháng 3, Minh Hằng ra Hà Nội để thử váy cưới. Cô chọn thương hiệu đồ cưới nổi tiếng từng thiết kế cho nhiều sao quốc tế như Beyond, Paris Hilton, Kristen Coley. Tại đây, Minh Hằng không chỉ thử form dáng mà còn đưa ra ý tưởng và mong muốn về chiếc váy mà bản thân sẽ diện trong ngày trọng đại. Sau khi trao đổi, thương hiệu xa xỉ này đã đồng ý nhận thiết kế riêng váy cưới cho Minh Hằng. Mới đây trong dự án Bớt Sâu, Minh Hằng tâm sự về chuyện tình cảm rằng tôi đã trưởng thành nhờ những vấp ngã đã qua nên không việc gì mình phải xấu hổ về quá khứ. Về lý do tôi tần tật làm các nghệ thuật, bù lắc lên xe hoa, Minh Hằng trải lòng tôi chọn quay sâu trên xe buýt vì thấy lạ và cũng thích ngắm Sài Gòn về đêm. Ngoài ra tôi thích cảm giác mình cô đơn ở nơi đông người, còn xếp trên xe buýt hoàn toàn là không hợp với cảm xúc của tôi qua các bài hát. Ý tưởng làm chương trình bắt nguồn từ việc lâu quá rồi tôi chưa được gặp khán giả của mình vì 2 năm dịch. Ngoài ra tôi cũng thèm đi hát. Thời gian qua tôi cũng có đi hát nhưng chỉ là xuất hiện rất nhanh chóng cũng không động lại được gì. Đặc biệt Minh Hằng không bật mí kinh phí thực hiện dự án vì mọi thứ làm là vì đam mê nên nói chi phí vào thì không nên. Cô cũng muốn thực hiện sâu để chứng minh mình hát được và dám làm sâu, cũng như nhấn mạnh rằng bản thân vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật sau khi lấy chồng. Sau chương trình này, Minh Hằng tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi song song với việc chuẩn bị cho đám cưới vào giữa năm nay. Cô sẽ sớm làm phim trong năm nay và làm liên tục thì mới nóng máy, Minh Hằng chia sẻ. Thời gian gần đây, Minh Hằng cho biết cô thường phải thức tới sáng hôm sau để chuẩn bị cho hôn lễ. Đám cưới của Minh Hằng sẽ được tổ chức riêng tư, kín đáo vào tháng 6 năm 2022 và có khoảng 300 khách mời.